Tạo video thứ ba là các bạn. Chúng ta tua đoạn này lên gần về cuối cho tôi. Ok, bấm mở số 3. Chọn record. Tôi chụp tấm đầu tiên. Sau đó chúng ta nhấn D. Xoay một góc. Làm tấm thứ hai ở đây. Và tiếp tục nhấn D. Xoay góc thứ ba. Tôi nhấn A coi này chút. Và tiếp tục xoay. Tôi chụp tấm thứ tư. Bây giờ tôi chụp tấm thứ năm. Chúng ta nhấn phím Space và S di chuyển chậm thôi. Tôi muốn nhìn xa một chút. Ok. Tôi chụp tấm thứ năm. Chụp tấm thứ sáu. Và đồng ý, chúng ta đã tạo xong video này rồi. Chúng ta kiểm tra nhanh bằng cách chúng ta kéo vào tua. Ví dụ tôi dừng ở đoạn này, chúng ta cùng nhau add thêm một hiệu ứng. Ở hiệu ứng sân này, chúng ta sẽ cùng nhau làm cây frame chuyển động cho mặt trời ở vị trí này. Tôi tạo cây frame. Tôi chỉ tăng giảm phần sân 2 mà thôi. Tôi bấm vào green cây frame. Và tại vị trí này, tôi kéo lên một chút. Ví dụ, tôi chỗ này. Tôi bấm tạo cái frame thứ hai. Và chúng ta giảm chiều cao mặt trời xuống. Ok. Và tăng phần sân đích. Tức là độ lớn của mặt trời. Vậy là tôi đã tạo cái frame thứ hai rồi. Chúng ta cùng nhau kéo. Kiểm tra. Ok man. Rất tuyệt vời đúng không nào? Tại sao chúng ta không add thêm hiệu ứng Depth of Field, tức là Depth trong camera nhỉ? Tiếp tục chúng ta sẽ ốp hiệu ứng Depth camera nào. Tôi bấm vào đây. Các bạn chuyển qua camera. Chọn phần Depth of Field. Bây giờ thật đơn giản. Tôi sẽ để nguyên ở cây frame này. Chúng ta cùng nhau kéo laptop cao lên. Và tôi bấm green cây frame. Tôi sẽ tạo một cây ở đây. Chúng ta kéo tất cả các đối tượng này cao lên hết cỡ có thể. Nhưng mà trước khi kéo, tôi bắt đầu làm tất cả đối tượng này cùng một cây frame luôn. Rồi bây giờ kéo đến lần cuối nào. Sau khi kéo xong, tôi bấm vào cây frame ở phần F-top. Tôi lại phải kéo lại lên trên này. Chúng ta chuyển qua phần F-top và bấm vào phần riêng cây frame. Bây giờ tôi giảm dần xuống. Màu nhòe vừa phải. Và tôi tiếp tục tạo cái frame bên trên. Bấm vào. Và chúng ta kéo phần distance này. Dò sao cho vị trí công trình của chúng ta rõ nét nhất có thể. Ok. Tiếp theo, tôi bấm vào phần cái frame dưới này, S path. Tôi sẽ nới rộng phần rõ nét. Tôi cho rõ nét nhiều hơn. Các bạn có thấy không ạ? Rất dễ hiểu đúng không nào? Tôi dò đi dò lại những vị trí này. Tôi có thể chỉnh phần F-stop cao hay thấp. Tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong phần keyframe rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau play xem thử. Các bạn chú ý, chúng ta làm chủ được keyframe này thì có rất nhiều hiệu ứng lý thú để chúng ta thử nghiệm và làm cho video của chúng ta trông sinh động hơn. Bắt đầu mặt trời xuống núi này. To ra và hiệu ứng mờ nhòe bắt đầu. Ok, tôi thấy quá chuẩn.